giá cà phê tăng cao khiến nhà vườn Tây Nguyên rất phấn khởi. Bước vào giai đoạn giữa mùa mưa là thời điểm hạt cà phê hình thành, bà con sẽ cần phải chú ý điều gì trong khâu chăm bón để đạt hiệu quả cao nhất? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 23 tháng 7 2023 với phần tư vấn chi tiết của kỹ sư Nguyễn Văn Duy. Phân bón đầu châu và đồng hành của nhà nông.